Kính thưa quý vị, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ trong 2 ngày qua đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại diện các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ, ngoại giao đoàn, các hiệp hội, công ty và tập đoàn lớn của Hoa Kỳ và đại diện bà con Việt Kiều tại đây đã đến viếng và ký sổ tang. Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan thường trú của Việt Nam và đại biểu tham dự, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã điểm lại những đóng góp và cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cũng như công cuộc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, đưa đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày hôm nay. Thay mặt Bộ Ngoại giao Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Dan Crittenbrink đã bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ Việt-Mỹ. And I was particularly moved in 2021 in April when I left Hanoi as ambassador. He received me for a farewell call. I'll never forget his kindness, never forget his leadership, and the vision that he imparted to our relationship. We're committed to furthering his legacy, particularly his legacy of strengthening U.S.-Vietnam friendship. Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và nhiều nước đối tác khác cũng tới viếng và gửi lời chia buồn sâu sắc và nhấn mạnh những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam sẽ mãi được ghi nhớ. He was a friend, he was a comrade of the cause of the Cuban people. We feel that we have to be the, at least try to be the first on coming today, this morning, to the Embassy of Vietnam here in Washington to convey our condolence and with the hope that all the generation of the Vietnamese leader will follow the example of Nguyen regarding the relation and the historical friendship between Cuba and Vietnam. Đông đảo đại diện bà con người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Mỹ cùng những cán bộ Việt Nam đang công tác tại nước này cũng đã đến Đại sứ quán Việt Nam để bày tỏ sự kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng em rất là vô cùng thương tiếc và cảm thấy mất mát, hụt hẫng trước sự ra đi của bác. Mặc dù chúng em hiểu được rằng là sinh lão bệnh tử và với sự cống hiến và làm việc tận tụy hết mình và vô cùng giản dị của bác đã thắp sáng rất nhiều niềm tin cũng như sự hy vọng về sự phát triển của đất nước. Trong những ngày từ 24 đến 26 tháng 7, nhiều thế hệ người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ đã đến Đại sứ quán Việt Nam bày tỏ niềm tiếc thương, thành kính đối với vị lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân. Cả cuộc đời dành trọn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng vì hạnh phúc của nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành tấm gương sáng để kiều bào, nhất là những người Việt trẻ tại Mỹ noi theo, sao cho xứng với những di sản quý báu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, đặc biệt là trong những bước tiến quan trọng của quan hệ Việt-Mỹ. Thưa quý vị, hòa cùng niềm tiếc thương với người dân trong nước, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7 năm 2024, theo giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước như Cộng hòa Liên bang Đức, Liên bang Nga, Phần Lan đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cùng phòng tùy viên quốc phòng, các cơ quan thương vụ, khoa học công nghệ, giáo dục, đầu tư đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mở đầu sổ tang, Đại sứ Vũ Quang Minh đã viết: "Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị, gần gũi với nhân dân, đã dành trọn đời mình cho Tổ quốc, cho dân tộc, tất cả vì hạnh phúc của người dân." Ngay sau khi mở sổ tang, nhiều phái đoàn ngoại giao các nước, đại diện Bộ Ngoại giao Đức và Văn phòng Tổng thống Liên bang, đại diện Vatican cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Đức đã tới viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Helsinki, Phần Lan, cán bộ đại sứ quán, các đại sứ, đại biện, đại diện các nước ASEAN và các cơ quan đại diện ngoại giao tại Phần Lan, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan, đại diện các hội nhóm người Việt và đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Phần Lan đã tham dự lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch nước Tô Lâm
bày tỏ sự đau buồn khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tại Moscow, Liên bang Nga, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã nêu bật những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, một nhà lý luận lớn của đất nước đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, suốt đời vì nước, vì dân. Đối với nước Nga, Tổng Bí thư có những tình cảm đặc biệt. Tổng Bí thư từng học tại Liên Xô và nhiều lần sang thăm Nga trên các cương vị khác nhau, trong đó hai lần trên cương vị Tổng Bí thư, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn có sự quan tâm đặc biệt đối với kiều bào ta nói chung và kiều bào tại Nga nói riêng, thường xuyên gặp gỡ bà con khi sang thăm Nga hoặc tiếp bà con khi về nước thăm quê hương. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Séc, mới đây Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã đến dự lễ tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Séc và khai trương tủ sách Việt Nam phục vụ cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng khi thấy các con em người Việt thế hệ thứ 2, 3, 4 tại Séc vẫn yêu thích và mong muốn được học tiếng Việt. Nhấn mạnh buổi lễ không chỉ làm tôn vinh tiếng Việt mà còn là dịp để tri ân các tổ chức và cá nhân, các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh vẫn luôn nỗ lực trong việc gìn giữ tiếng Việt. Đồng thời khẳng định, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng người Việt trên toàn thế giới trong các hoạt động tôn vinh tiếng Việt. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã trao kỷ niệm chương tri ân và tặng quà tới các tập thể và cá nhân, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong việc dạy và học tiếng Việt tại Séc. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các hội nghị liên quan tại Viêng Chăn, Lào, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt thay mặt Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong Nhật Bản lần thứ 15 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong Hàn Quốc lần thứ 12. Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Mekong Nhật Bản MJC đánh dấu 15 năm hình thành cơ chế hợp tác giữa các nước Mekong và Nhật Bản. Hợp tác MJC đã góp phần tăng cường kết nối, chuyển đổi số, chuỗi cung ứng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường, quản lý nguồn nước và thích ứng biến đổi khí hậu. Hội nghị đã thông qua chiến lược hợp tác Mekong-Nhật Bản 2024 với các định hướng hợp tác trong 5 năm tới. Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Mekong-Hàn Quốc MKC, các thành viên ghi nhận hợp tác tiếp tục đạt các kết quả thực chất thông qua việc triển khai kế hoạch hành động MKC 2021-2025. Quỹ Hợp tác Mekong Hàn Quốc MKCF đã hỗ trợ các nước Mekong triển khai nhiều dự án về nâng cao năng lực, bảo vệ môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cũng đã đưa ra một số đề xuất ưu tiên trong thời gian tới nhằm phát huy các tiềm năng hợp tác các bên. Tới đây, 3 học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội sẽ cùng tham dự Festival nhiếp ảnh quốc tế dành cho học sinh trung học tại Nhật vào tháng 8 tới, gồm Hoàng Ngọc Khánh, lớp 10 trung học phổ thông Kim Liên, Hà Nội, Nguyễn Thảo Tiên, lớp 10 trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm, Hà Nội, Hoàng Tuệ Lâm, trung học phổ thông Bảo Long, Hà Nội. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Khắc Hiếu, 24 tuổi, sẽ đóng vai trò đội trưởng hướng dẫn các thành viên trong đội. Đội Việt Nam được đặt tên là Hạ Long, và đây cũng là đội thứ 9 của đội tuyển Việt Nam tham dự Festival nhiếp ảnh quốc tế dành cho học sinh trung học kể từ năm 2015. Đội Hạ Long sẽ chính thức tham dự Festival nhiếp ảnh quốc tế cùng với 23 đội đến từ 21 nước trên thế giới tại thành phố văn hóa nhiếp ảnh Higashikawa, đảo Hokkaido, Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 8. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Người Việt Nam Châu ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.